cái bước tiếp theo để mình tìm hiểu trước khi là mình vô cái kỹ thuật thu âm cơ bản thì mình cũng phải hiểu sơ cái micro. Thì micro thì mình hiểu sơ các loại micro rồi bút hướng và cách bố trí trước khi thu để cho lúc mình thu thì mình không có thắc mắc gì tại sao thu tiếng nó không được tốt. Micro thì nó cũng có nhiều loại nhưng mà mình đi ở đây mình tìm hiểu cái micro mà thông dụng nhất hiện tại. Thì hiện tại thì đây là cái micro điện động. Cái micro điện động thì đây trên hình vẽ là cái micro nó là cái hình bên trên ha. Đó, hình bên trên là cái micro điện động, còn ở dưới là gọi là loa điện động. Thì thực ra cái loa với cái micro điện động thì nó kết cấu giống nhau, tuy nhiên nó khác nhau ở cái kích thước và cái số vòng vòng dây. Rồi đây cái micro ha. Micro thì dòng dây nó rất nhuyễn và nó nhiều vòng. Còn cái loa thì cái màng loa nó lớn và cái cuộn dây nó cũng ít vòng hơn và cuộn dây nó là dây to. Đấy. Thì giờ mình đi vô kết cấu micro ha. Thì micro nó là gồm một cái màng mỏng là thường nó bằng bằng nhựa ha, rất nhạy với âm thanh, có nghĩa là đó, thì cái này nó được gắn trên một cái cuộn dây. Cuộn dây này đó là nó quấn nó dính liền với cái màng này và nó nằm trong cái khe từ bên ngoài nó là 500. Đó, thì cái cuộn dây này nó có cái khe từ bên ngoài là 500 và bên trong cũng là cái loại sắt non. Cũng như để làm chi, để cho cái khe từ này nó có cái từ tính cực mạnh. Thì khi mà sóng âm thanh là nó làm rung động cái màng loa này nè. Rung động cái màng loa này thì cái cuộn dây nó dao động trong khe từ. Đó, thì cái cuộn dây này nó sẽ phát sinh ra cái dòng điện và cái điện này gọi là tín hiệu micro. Đó, nó tạo ra một cái sóng năng lượng điện. Sóng này là không phải sóng âm ha, mà là cái xung điện nó dao động theo cái tiếng nói của mình. Từ từ cái này người ta khuếch đại lên nhiều lần để đưa lên máy ghi âm hoặc đưa ra cái loa. Đấy, thì sẵn đây mình nói sơ cái cấu tạo cái loa ha. Cái loa thì ngược lại, sau khi mà tín hiệu micro nó khuếch đại nhiều lần lên thì cái biên độ này rất lớn ha, có thể lên tới hàng chục volt tùy theo cái âm ly đó, tùy theo cái bộ khuếch đại. Thì tín hiệu này nó là điện, tín hiệu điện xung rất lớn nó đưa vô cái cuộn dây của cái loa. Thì cái cuộn dây này nó được tín hiệu điện đưa vào, mà tín hiệu này tín hiệu âm thanh nó là xoay chiều ha, xoay chiều mà biến thiên theo cái tiếng nói của mình á. Thì cái cuộn dây biến thiên trong cái khung 500 nó tạo nên cái màng loa rung động. Thì cái rung này là nó rung theo âm thanh, thành ra cái sóng âm nó phát ra là cái sóng âm thanh. Micro thì có thể nhiều loại, như hiện tại mình đang xài là micro điện động là xài nhiều nhất, là cái gạch đối âm đầu tiên nè. Và cái micro tụ điện là cái micro mà trong cái điện thoại nè, trong cái phòng thu lớn, cái loại micro tụ điện lớn á, là nó độ nhạy rất cao á, là mấy cái micro mà cấp điện 48V á, phantom á. Còn micro mà loại mini nhỏ nằm trong điện thoại, trong máy ghi âm rồi đó, là nó mấy cái micro có cấp điện. Rồi cái micro giải băng này nè, hồi xưa có bây giờ rất là hiếm, gần như mình không thấy nữa. Đó, thì ngoài cái cấu tạo mình cũng phải nên biết cái đặc tính của micro để khi mà mình cần thu mà mình được chọn á, thì mình chọn đúng cái đặc tính của micro ha. Cái búp hướng là thu vô hướng và thu có hướng. Thu vô hướng là gì? Là một cái micro mà mình để xuống bàn nó thu vòng vòng hết trên dưới trong ngoài gì, nó vô rất rõ và nó vô gần như giống nhau. Còn micro mà có hướng là thường là mấy cái micro mà mấy bạn đài truyền hình đi phỏng vấn nó dài dài đó, thì cái loại đó là cái hướng nó định hướng rất là tốt, gần như là trên cái đầu micro là giống như mình nói nôm na, nó giống như cái đèn pin ấy, nó có một chùm hứng âm thanh là cái hướng đó nhạy nhất và những hướng xung quanh thì nó sẽ kém hơn ha, chứ không phải là nó không có đâu, tại vì âm thanh mà âm thanh nó phản xạ đi. Nhưng mà khi mà mình đi thu ngoài trời tạp âm là mình nên có cái micro nha. Đó là micro có hướng. Còn như micro dynamic, thứ mình karaoke rồi đó, là phóng viên mình cũng hay xài đó. Thì cái đó là nó cũng có hướng nhưng mà cái hướng nó rộng. Cái hướng nó người ta gọi là búp hướng trái tim á, có nghĩa là
thì xỉa cái mirror hướng đó là gần như là 120 độ, hướng đó là vô rất là tốt, chỉ có ở đằng sau lưng là vô nhỏ chứ nó mờ tiếng thôi. Đây cái hình mà mirror điện động mà phóng to, với là nó có cái thông số để cho mình thấy đó, có nghĩa là sóng âm thanh nó đi vô và nó rung động cái màn mirror này, là cái cuộn dây nó dao động à, dao động thì cuộn dây mà nó dao động trong cái từ trường thì nó phát sinh dòng điện vậy thôi. Thì cái mirror khi mà cầm mirror điện động các bạn chú ý đừng có để rớt ha, rớt thì nó cọ cọ nghĩa là nó bị lệch cái cuộn dây này vô đây thì tiếng nó nhạt 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 đó, là do nó bị cọ hoặc là bụi nó vào. Thành ra cái mirror nào bao giờ nó cũng có cái màng trắng, thứ nhất là chống phục, chống phục mà mình nói ví dụ như là ăn phở hay là cái gì hoặc là gió nó phục phục đó, là nó có một cái dạng lưới xốp để âm thanh nó lọt vào và nó cản bớt bụi và nó cũng cũng bảo vệ được một phần nào. Nhưng mà đặc biệt hơn đừng bao giờ để rớt ha, rớt là coi như mirror hỏng. Hay mirror tụ nó khác đó. Như lúc nãy là nó là cuộn dây thì cái này nó không có ha, nó một cái màng cực mỏng nằm trên cái đầu mirror và cái có một cái màng kim loại nằm ở sau lưng, hai màng đều bằng kim loại hết ha, thì nó cấp điện áp lên cái hai cái cực này đó. Thì khi mà âm thanh mà vô á, thì cái màng đó nó sẽ rung động, thì cái màn rung động thì nó tạo lên một giống như là đây là hai cái lá này nó gần nhau, là khi nó dao động thì nó xa gần đó thì nó sẽ tạo lên cái điện áp chênh lệch, và cái điện áp đó là được lấy ra khuếch đại. Thì micro này gọi là micro tụ điện, độ nhạy nó rất cao ha, nó nhưng mà nhược điểm của nó là phải cấp điện, còn không có cấp điện là nó không chạy ha, nó không có tiếng luôn á, tại vì nó phải có điện chạy lên cái đầu micro thì nó mới hoạt động. Giống như mấy cái micro mà 48V ở phòng thu đó, nó không có 48 là nó câm điếc ha. Rồi, một số ưu nhược điểm của micro như nãy giờ mình cũng nói sơ đó. Thì cái micro điện động ha, cái ưu điểm của nó là nó cũng bền và giá nó thì thấp và nó không cần nguồn ngoài. Còn cái micro tụ này nó có cái ưu điểm là gì? Độ nhạy rất là cao, chất lượng âm thanh thì tốt, nó nét lắm ha, nét mà thậm chí nó nhạy đến mức dễ bị hú, và kích thước của nó rất nhỏ ha. Ví dụ mấy cái micro mà trong cái dây điện thoại thì các bạn biết rồi, rồi mà nhiều khi mình tháo ra nó chỉ nhỏ như một cái như cái đầu bút bi vậy đó, cái hạt é hạt chia đó cỡ đó thôi, mà nó rất nhạy ha, rất ha. Thì cái nhược điểm của nó nè, nhược điểm của micro điện động là cái micro mà mình hay cầm karaoke ha, thì độ nhạy nó là thường là nó thấp, nhưng mà khi mà đi thu bên ngoài á, thì nhiều khi thu cái này nó lại tốt ha, nó ít tạp âm lắm à, thì nó to nó nặng à, đáp ứng thời gian chậm, ở đây chậm có nghĩa là cái độ lì của nó, lì của nó lì hơn cái micro kia. Đó, thì nhược điểm của micro tụ ha, rồi tạp âm nó cao, có nghĩa là nhưng mà thầy biết rồi cái này nó khuếch đại rất mạnh, thành ra nó dễ có cái tiếng sôi, thành ra thu cái micro này thì mình chỉnh cái tạp âm, chỉnh chỉnh cái độ nhạy vừa phải đấy, phải dễ hỏng. Dễ hỏng ở đây thì đúng rồi, tại vì cái micro này nó nhỏ và nó là mạch điện tử ha, nó chỉ cần ẩm có thể là nó khuếch đại nó đã không chạy rồi, thành ra là nó cũng dễ hư hỏng đấy. Giá cao à, thực ra là giá cao là đối với micro mà có chất lượng cao, ví dụ như là micro phòng thu rồi đó, chứ còn mấy micro loại mini thì hiện giờ là giá nó cũng mềm đó, mấy micro nút áo rồi đó mềm, thì nó còn lệ thuộc vào chất lượng. Mà nói chung là những cái mà thu voi thu phỏng vấn rồi đó, thì những cái micro rẻ tiền này cũng có thể đáp ứng được cái tần số voi cũng khá tốt. Thì đây là phụ thuộc vào thời tiết ha, can nhiễu cái cao tầng, thì cái này thì nói chung là mi nào cũng vậy, nhưng mà cái này nó bị nhiễu nhiều hơn, tại vì nó có cái mạch điện khuếch đại đó, thành ra cái độ nhiễu của nó cũng cao hơn cái micro điện động đấy. Thì cái này là cái tương đối quan trọng nè, nhưng mà các bạn nắm sơ thôi, chứ cũng tại vì khi mua micro thì nó sẽ có
cái biểu cái có cái thông số đó, thông số ví dụ này đây là cái thông số là nó búp hướng của mirror nè, mirror này tròn thì thường ấy, cái búp hướng tròn á là đối với mirror cầm tay đó là gần như nó không có đâu. Mirror phòng thu á thì nó có cái độ nhạy cao với nó có điều chỉnh cái búp hướng tròn, còn mirror cầm tay mình là đa số là hình hạt đậu nè, hình trái tim nè, ha, hai cái hình này nè. À, gần cái như mirror cầm tay này thì đương nhiên là có một cũng cầm tay nhưng mà có loại là nó thu tốt hơn. Ví dụ mirror shotgun, shotgun này là thu độ nhạy nó cao và nó định hướng tốt hơn. À, giống như cái mirror này, mirror là búp hướng tròn, mirror để trong phòng thu á, có thể khả năng là thu được xung quanh luôn, để trong đó là để thường cái mirror này để thu trong phòng thu, trong cái hội thảo hoặc là cái thảo luận gì đó mà người ta không có cần tiếng nét, nhưng mà ở phòng thu thì nó cách âm tốt nên là chỉ cần một cái mi ta có thể là thu được nhiều người, ta để xa ra cái nguồn âm, giống như là cái micro boom á, để cao trên ở trên chụp xuống là nguyên cái nhóm người ba bốn năm người gì có thể nói chuyện là nghe rõ hết. Đấy, có mức dạng micro như trong phòng thu thì nó cũng có điều chỉnh được, cũng có thể là gạt tròn, gạt trái tim hoặc là gạt hình số 8. Thì như đây là biểu tượng là gạt hình số 8 là có thể là thu được hai hướng. Đó, một cái mirror có thể là như song ca đứng hai bên, mirror để ở giữa thì tiếng nó chất lượng tương đương với nhau. Đó, là mình gạt cái bức hướng hình số 8 là mình thu được. Đấy. Còn cái micro mà hình hạt đậu thì cái dạng micro cầm tay đó ha, micro karaoke đó thì nó là micro cái dạng này là nhiều nhất. Đó, cái bức hướng của nó nè, cái hình cụ thể của nó nè ha, micro phòng thu cũ của mình ngày xưa cũng hay xài nè, có nghĩa là dynamic đó, micro điện động đó. Thực ra mình rất thích cái micro này ha, tuy nó nặng nó rườm rà trong máy, nó to hơn cả cái máy ghi âm bây giờ luôn rồi, nhưng mà được cái là cái chất lượng nó cũng cũng tốt, ít có can nhiễu và cái nói chung là nó cũng trâu ngựa lắm, nó lì xài đừng có để rớt thôi, là tiếng cũng rất đẹp. Đó. Còn nếu có điều kiện thì mình nên sắm thêm cái mi này, tại cái mi này là cái độ nhạy nó cao và nó định hướng rất tốt. Tuy nhiên là mình kết hợp với máy ghi âm thì mình cũng phải chỉnh chỉnh cái độ vào cho nó thích hợp á. Về mặt kỹ thuật thì người ta nói là phối hợp trở kháng đó. Cái micro này nó có khuếch đại mạnh là thành ra đưa cắm vô cái máy ghi âm thì mình phải điều chỉnh cái độ nhạy cho thích hợp. Thích hợp ở đây á, là khi mà mình tín hiệu nó đủ lớn để đưa vào làm sao cho nó không méo ha, nó tròn tiếng. Đó, thì nói chung là bằng cái cảm nhận mình gắn cái tai nghe mình alo thử cái tiếng nó tròn nó không có bị vỡ là coi như nó cũng 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 đúng rồi đó. Đấy. Thì cái micro mà hiệu ứng biên cái thường là cái micro này đó là micro trong phòng họp á, micro con rùa đó thì gần như để trên bàn thôi, thì ở trên mặt bàn là nó thu được tiếng xung quanh hết, nó gần như phân nửa búp hướng tròn ha, đó là micro này nó kêu là hiệu ứng biên đó. Đó. Rồi khi mà họp hội thì chỉ cần cái mi này để trên bàn là tất cả mọi người nói là nó thu tiếng đều đẹp đều nét. Đương nhiên là nó không không đẹp bằng cái micro mình cầm tay mình nói thẳng ha, nó không nét bằng đâu, nhưng mà nói chung là nó chấp nhận được cho các cuộc họp.